Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án Hồ Duy Hải, bà Kim Ngân chờ đợi cái gì. Vụ Hồ Duy Hải đã được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ tháng 5 năm 2020 và sự oan ức của Hồ Duy Hải vẫn tiếp tục được chờ đợi từ lúc đó đến nay và thêm nửa năm nữa, nhưng tiếp tục vẫn là sự im lặng. Không ai dám đứng lên bày tỏ ý kiến chống lại ông Nguyễn Hòa Bình và 17 vị thẩm phán tối cao trước đó đã tuyên Hồ Duy Hải y án tử hình. Đây là hình ảnh ông chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17 trên 17 vị thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao biểu quyết tuyên y án tử hình Hồ Duy Hải. Trong khi đó, các thám tử tư nhân của nhân dân, các luật sư và nhà báo tự do vẫn điều tra và khám phá ra những tình tiết mới nêu bật sự tào lao bát nháo của quá trình điều tra, truy tố, xét xử, hay nói đúng hơn, chính là hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, đem cái chết của Hồ Duy Hải để che lấp một sự thật tày trời khác. Ai cũng nhận ra như vậy, và ngay các vị thẩm phán tối cao thì không, nay lại đến cơ quan quốc hội, mà đứng đầu là bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiếp tục ngâm nga mặc kệ Hồ Duy Hải bị cùm chân trong phòng biệt giam dành cho tử tù. Tác giả Giáo Bắc có bài viết bình luận về việc này trên trang blog tại Đài Tiếng Nói AFA tại Mỹ như sau. Sau phiên tòa, giám đốc thẩm ô nhục của hội đồng 17 người mà dư luận đặt tên miệt thị là hội đồng giao thớt, nhân dân, giới học luật, đại biểu quốc hội đã lên tiếng, luật sư đã trình thêm hàng loạt chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải và chứng cứ làm sai lệch hồ sơ vụ án. Nhưng sau 5 tháng, qua 2 kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, cứ ngắc cứ bảo chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Và cơ quan đó là ai? Trong khi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định đó là trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vào ngày 24 tháng 11, trả lời chất vấn cử tri ở Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại ngắc ngứ về vụ án Hồ Duy Hải, nói do có nhiều ý kiến khác nhau nên sau phiên tòa giám đốc thẩm thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại. Do đó, vụ án này đến nay vẫn chưa thi hành án, còn oan hay không thì đề nghị cử tri chờ thêm ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân về thực hiện quyền tư pháp. Câu trả lời của bà Kim Ngân thật vô cảm, vô lương, giống như một con bò nhai lại mớ rơm khô. Và năm trước, 24 tháng 6, cũng ngay tại Cần Thơ tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán bộ hưu trí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng vụ án đang được xem xét nên không có cơ sở nói oan hay không oan. Cử tri để cơ quan có trách nhiệm xem xét lại và sẽ báo cáo. Đây là vào hình ảnh vào hôm 24 tháng 11 năm 2020, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri huyện Cái Răng, thành phố Cần Thơ về vụ Hồ Duy Hải. Thử hỏi cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền mà bà Kim Ngân nại ra đó là cơ quan nào? Nó ở hành tinh nào xa xôi lắm sao mà 5 tháng qua vẫn chưa có báo cáo như vậy? Trong một đoạn khác, bà Kim Ngân cũng thừa nhận đây là vụ án phức tạp kéo dài 11 năm. Vụ án này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và có báo cáo. Tuy nhiên vừa rồi, sau phiên giám đốc thẩm, dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến nói đúng, có ý kiến nói oan. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Tư pháp xem lại báo cáo thẩm tra để các cơ quan có trách nhiệm ngồi lại nghe báo cáo. Hóa ra, cơ quan chức năng đó chính là cơ quan của bà. Và liệu có phải là bà đang chờ báo cáo hay đã có báo cáo rồi mà bà cố tình né tránh? Theo thông tin chính thức từ báo chí nhà nước, thì ngoài những bất cập vi phạm tố tụng của phiên tòa giám đốc thẩm của hội đồng giao thớt, trong 5 tháng qua đã có nhiều kiến nghị, nhiều diễn biến mới, chứng cứ mới củng cố thêm cho nỗi oan của Hồ Duy Hải, cũng như những sai phạm của các cơ quan tố tụng. Trước hết, về cơ quan được bà Kim Ngân giao nhiệm vụ xem xét thì đã xem xét. Vào sáng ngày 16 tháng 6, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã họp phiên toàn thể thảo luận về quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đa số thành viên của Ủy ban Tư pháp đã đánh giá những vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án Hồ Duy Hải là nghiêm trọng, có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Đặc biệt, các thành viên đã bàn thảo luận về tính đúng đắn, sự phù hợp pháp luật của quyết định giám đốc thẩm. Do đó, các thành viên này kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền tại điều số 404 Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh tranh luận về vụ Hồ Duy Hải vào hồi tháng 6 năm 2020. Đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng nói:
chưa từng bao giờ thấy niềm tin tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ. Cũng theo thông tin báo chí, thì ngày 25 tháng 10, theo tập hợp kết quả giải quyết khiếu nại cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9 do Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện, có 14 ý kiến cử tri quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải, gồm cử tri ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương và Long An. Ủy ban Tư pháp cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng các luật về hình sự, tố tụng hình sự đã báo cáo Quốc hội về vụ án này. Như vậy là Ủy ban Tư pháp đã báo cáo từ ngày 25 tháng 10 của Ủy ban này và bà Kim Ngân cùng làm việc trong một tòa nhà Quốc hội. Cái báo cáo đó đi đâu mà bà không nhận được? Không riêng chỉ Ủy ban Tư pháp mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng có ý kiến tương tự. Và chiều ngày 21 tháng 7, nhân cuộc họp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân, trả lời báo chí, ông Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là có căn cứ, đúng pháp luật, hoàn toàn cần thiết. Theo ông Đức Anh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hai người bị giết. Viện Kiểm sát nhận thấy quá trình xử lý vụ án từ điều tra, xét xử có nhiều sai sót, nhiều mâu thuẫn, nhiều tình tiết quan trọng chứng minh hành vi phạm tội chưa được cơ quan tố tụng địa phương làm rõ. Sau phiên tòa giám đốc thẩm, Viện Kiểm sát đã có báo cáo gửi Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để theo dõi, chỉ đạo. Nội dung báo cáo này khẳng định kháng nghị là có căn cứ, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và hoàn toàn cần thiết. Ông Đức Anh cho biết thêm, đến nay, Viện Kiểm sát đang tập trung nghiên cứu quyết định giám đốc thẩm, đồng thời theo dõi ý kiến, kiến nghị nếu có từ các cơ quan liên quan. Đây là hình ảnh, bản ảnh hiện trường của hồ sơ vụ án cho thấy hàng loạt vị trí bắt buộc phải lưu dấu vân tay hung thủ, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Quan điểm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải theo quy định tại Điều 404 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Điều đáng nói hơn nữa là sau phiên tòa giám đốc thẩm đã xuất hiện rất nhiều tài liệu quan trọng của vụ án được đánh dấu bút lục bị bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án. Hầu hết các tài liệu này là chứng cứ có lợi, thậm chí bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2020, luật sư Trần Hồng Phong và gia đình tiếp tục có đơn kêu oan cho bị cáo Hồ Duy Hải và tố giác hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án và đề nghị kháng nghị tái thẩm. Đơn kêu oan lần này tiếp tục phân tích những mâu thuẫn vi phạm tố tụng trong hồ sơ vụ án trước đây, những bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải, đặc biệt là bổ sung nhiều tình tiết và nhận định mới. Trong đơn đã dẫn chiếu và trích kèm 13 bút lục rất quan trọng bị bỏ ra khỏi hồ sơ vụ án, trong đó có bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải là không nhận tội. Lời khai của các nhân chứng Đinh Văn Còi, Lê Thanh Chí, Hồ Văn Bình xác định nhìn thấy một thanh niên khác không phải là Hồ Duy Hải ở bưu điện Cổ Voi trước khi xảy ra vụ án. Những bản ảnh khám nghiệm hiện trường và thực nghiệm hiện trường mới xuất hiện lại cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng như tấm thớt có máu nằm ngay dưới đầu nạn nhân không được thu giữ. Hiện trường có dấu hiệu bị sắp xếp lại, vết thương nạn nhân cho thấy hung thủ thuận tay trái, Hồ Duy Hải thuận tay phải nên không thể thực hiện hành vi giết người. Đặc biệt là nhân chứng duy nhất trong vụ án là Đinh Vũ Thường đã có đơn tố cáo điều tra viết giả mạo chữ ký và ghi sai nội dung tờ khai. Đây là hình ảnh nhân chứng Đinh Vũ Thường trả lời phóng viên về toàn bộ sự việc liên quan đến bưu điện Cổ Voi và khẳng định rằng anh hoàn toàn không nhận diện có Hồ Duy Hải ở đó, ngược lại với điều ghi trong cáo trạng. Thường chỉ thấy một thanh niên không nhận diện được là ai, cũng không biết mặt Hồ Duy Hải. Nhân chứng Nguyễn Mi Dô cũng viết xác nhận từng gặp mặt Nguyễn Văn Nghị chẳng hạn. Từ những chứng cứ đó, đơn đưa ra ba yêu cầu. Thứ nhất là cần phải giải oan cho Hồ Duy Hải theo thủ tục quy định tại Điều 404 Bộ Luật Hình Sự. Thứ hai là trước các hành vi vi phạm làm sai lệch hồ sơ vụ án một cách trắng trợn, bỏ ra ngoài trên 10 bút lục, sửa chữa lời khai, giả mạo chữ ký, luật sư yêu cầu phải khởi tố vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án với các cơ quan điều tra cấp sơ thẩm mà người trực tiếp liên quan là điều tra viên Lê Thành Trung. Thứ ba là trước nhiều tình tiết mới phát sinh như hung thủ thuận tay trái, nhiều nhân chứng xác định, nhiều thanh niên khác có mặt tại hiện trường, và luật sư cũng yêu cầu tái thẩm vụ án. Đơn này đã được gửi đến các cơ quan tố tụng và Ủy ban Tư pháp Thường vụ Quốc hội từ ngày 26 tháng 10, được đăng trên nhiều tờ báo chính thống và công bố công khai trên blog của luật sư Phong.
bà Kim Ngân không thể nói là không biết các thông tin này. Và câu hỏi được đặt ra là Hồ Duy Hải phải chết để cho Nguyễn Hòa Bình lên chức phải không? Lập luận của bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân là thiếu thành khẩn và đáng thất vọng. Điều rất rõ và đáng lo ngại nhất của vụ án này là sự vi phạm luật trắng trợn của cả ba cơ quan tố tụng từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm đến tối cao. Vấn đề cần giải quyết không chỉ là giải oan cho Hồ Duy Hải mà cứu chuộc cho nền tư pháp đang bị cán bộ tư pháp chà đạp. Và cần phải chấm dứt tình trạng cố ý làm giả hồ sơ, ngụy tạo chứng cứ để quy buộc người oan, tình trạng xét xử buộc tội dựa trên hồ sơ giả và lời nhận tội bị ép cung. Đây là hình ảnh bản cung của ông Phùng Phụng Hiếu là nhân chứng đầu tiên trong 3 năm mới được lấy lời khai lần đầu tiên. Nhưng không phải do cảnh sát điều tra mà là viện kiểm sát ngay khi đã tuyên án tử hình Hồ Duy Hải và bản án có hiệu lực trước đó 3 năm. Tại sao bà Kim Ngân một lần nữa ngắc ngứ né tránh giải quyết vụ án Hồ Duy Hải, trong khi theo điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự, đó là trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chính bà là chủ tịch. Phải chăng vì Nguyễn Hòa Bình đã cải thế, muốn xét xử lại phải bổ nhiệm thẩm phán mới, lập hội đồng là công việc rắc rối trong lúc hoàn hôn nhiệm kỳ này? Phải chăng vì con đường tiến thân tại Đại hội 13 của Trương Hòa Bình, của Nguyễn Hòa Bình, hai ác thủ đã từng ký quyết định đề nghị bác đơn ân xá, không kháng nghị bản án phúc thẩm, đã từng nhiều lần phát biểu trước Quốc hội với lập luận loanh quanh là có sai nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án? Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã giám sát, báo cáo ghi nhận hàng chục điểm vi phạm của hồ sơ vụ án. Nhưng với thế lực và sự thăng tiến của hai ông Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội không ra kiến nghị giám đốc thẩm, phải chăng lần này lịch sử lại sẽ lặp lại? Và Hồ Duy Hải sẽ phải tiếp tục làm tử tù lót đường cho Trương Hòa Bình thăng tiến làm chủ tịch nước hay thủ tướng chăng? Liệu các nguyên thủ quốc gia khác có dám bắt tay với bàn tay đẫm máu của kẻ giết người bằng quyền lực quốc gia như vậy hay không? Trở lại với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, xin nhắc lại với bà lời tâm huyết của cử tri Nguyễn Văn Hạnh, 61 tuổi, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi tới bà và chính chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rằng nếu cứ tắc trách muốn xử tội tử hình một cách dễ dãi như thế đối với Hồ Duy Hải thì đây là nỗi buồn, điểm lo của dân và cho ngành tư pháp nước nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020 với bản tin vụ án Hồ Duy Hải, bà Kim Ngân chờ đợi điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.